tin Pháp Quốc, khủng bố Hội giáo cực đoan gieo tăng tốc tại hội hoa đăng Giáng sinh Strasbourg. Lúc 19 giờ 45 phút ngày 11 tháng 12 vừa qua, một tên súng khủng bố Hội giáo cực đoan đã bắn vào đám đông dự hội hoa đăng tại Strasbourg, quen gọi là hội chợ Noel, chung quanh nhà thờ chánh tòa, làm ba người thiệt mạng, gây thương tích cho 13 người. Theo nguồn tin cảnh sát, tên khủng bố 29 tuổi có tiền án. Sáng cùng ngày, cảnh sát đã tịch thu lựu đạn và dao găm tại căn hộ của Y. Tên khủng bố có 27 tiền án về các tội hình sự tại Đức và Pháp. Nguồn tin mới nhận được cho biết thêm, tên khủng bố tên Serif trước khi nổ súng đã hô to Ala à Akbar. Trong cuộc họp báo, ông biện lý tòa án Paris nói đó là hành vi khủng bố và thủ phạm thuộc thành phần Hồi giáo cực đoan. Sau khi gây ra tội ác, thủ phạm đã trốn thoát. Hiện bị các lực lượng an ninh gồm 350 cảnh sát viên và các tay súng tinh nhuệ thuộc lực lượng đặc nhiệm Reut truy lùng gắt gao. 12 giờ trưa ngày 12 tháng 12, nhà thờ chính tòa Strasbourg đã kéo hồi chuông báo tử, liên kết nỗi khổ đau của các nạn nhân với người dân Strasbourg. Tại quảng trường Kleber, dân cư đến thắp nến, trưng nhiều hoa hồng để tưởng niệm các nạn nhân vô tội. Vụ khủng bố này xảy ra tại nhà thờ Chánh tòa Strasbourg. Đây là nhà thờ cổ kính, khởi công xây dựng từ năm 1015, có chiều cao là 142,11 m, được coi là nhà thờ cao nhất thế giới.